Yes. Chúng ta cùng đến với màn hình máy game thủ tiểu hiệp trong trận thi đấu đầu tiên của cắm bắp biển. Tiểu hiệp là người được cầm Egypt và Mạnh là người cầm Hitty. Rồi, quân cờ trên rất lộc lá. Nhưng mà thật ra mà nói thì trong map biển này thì để các bạn có một cái bài thi đấu mà không lên được đời, nghèo quá không lên đời được thì cũng hơi khó. Thành ra mình nghĩ rằng cầm Hitty là cờ trên rồi, trên rất nhiều luôn. Egypt Hitty. Bây giờ game thủ tiểu hiệp là người phải đi công. Anh ta sẽ có những bài dâng mình nghĩ rằng nếu như hiệu quả và tự tin thì là dâng hôn mã, còn không thì dâng lạc đà. Nhưng mà không dâng mà đánh lâu về đánh về lâu về dài được thì cũng hơi căng. Đang có hai bãi cá tương đối gần nhà, đây một bãi và đây một bãi. Nông dân cắt ta đi dò và sẽ là 100% đi dò bờ biển trước. Đây là người Trung Quốc người ta đánh thế cho bọn mình thì mình cũng không biết nào đâu. Sao Long hay đánh như vậy, Sao Long là 100% dò bờ biển trước, ăn cá trước rất chuẩn chỉ. Má biển này thì Mạnh là một con hàng mình nghĩ rằng là siêu cứng đấy, không phải một tay mơ đâu. Mạnh là người về nhì trong giải AOE Bromaster nội dung map biển. Thua chim sẻ tí xíu thôi. Quả phụ cho Mạnh. Nhưng mà vấn đề của Mạnh bây giờ phải là dừng cơ. À, game thủ tiểu hiệp. Xin lỗi các bạn, quả phụ trình cho game thủ tiểu hiệp. Nhưng bây giờ tiểu hiệp cần có những tên đi tìm rừng. Một vị trí có hai bãi cá gần bờ. Bãi nữa, ba bãi rồi. Cái đảo hơi xấu. Bảy hiu, hai rừng đẹp. Tương đối mát. Mà đằng này có thấy gì không? Mình nghĩ rằng là không đâu. Thấy cũng không ăn được. Mười bốn. Rồi. Như vậy là một bài mạnh có vẻ như là đang cũng rất lộc lá về bài đấy. Không chậm dần, chỉ số giò cũng ít. Một cái pha mà game thủ tiểu hiệp là người một phát gặp hai sư tử. À này, câu voi và con dân ít máu, rất gunny. Có một cái gì đó rất gunny đến từ game thủ tiểu hiệp trong pha thi đấu này. Con dân ít máu mà vẫn mang ra câu voi được. Không, sợ rồi, biết sợ rồi. Cũng biết sợ rồi, mang dân đầy máu ra câu. Lại quay về không câu nữa. Rất ảo diệu. Nhét đầu thiết kế. Con dân thứ 18 thiết kế nhét đầu có vẻ như là đang hơi bị chậm đấy. Và đang có 5 dân. Cần tăng là dân gỗ lên. Mình nghĩ rằng phải là 7 dân. Vẫn đang cầu voi. Còn voi còn có 2 hit thôi, 3 hit. 9 tiết như vậy là được 3 phát phi nữa. 3 rồi. Thông tin mà những cái ngày qua thì bạn thấy rằng là showbiz đế chế bit hiện tại thì nó đang có rất nhiều thông tin liên quan đến chuyển nhượng. Cách đây khoảng 1 tuần thì đó là liên quan đến vụ việc anh Gunny rời khỏi team Thái Bình và đang trở thành một gamer tự do. Còn Truy Mạnh thì mới đây thì đang được bổ sung về team Thái Bình để cân bằng lại cái lực lượng của team Thái Bình. Thì mình không biết rằng là tình hình hiện tại sẽ ra sao, sẽ như thế nào, nhưng mà mình thấy rằng Gunny đang là một con hàng cực kỳ hot trên thị trường chuyển nhượng. Và những cái thông tin gần đây thì cho thấy rằng là game thủ BB đang có những cái tuần đàm phán với game thủ Gunny để đưa anh này về team BB Club. Nếu như mà Gunny về BB Club thì cái thế tứ hùng mình ý, ngũ hùng gọi là ngũ hùng đi, thì BB sẽ là một thế lực, BBC sẽ là một thế lực và game bên phía Scarlet sẽ là một team mình nghĩ rằng cái độ hiệu quả, cái độ mạnh của nó sẽ không phải cao như trước nữa. Yugi, Meo Meo, He He và Hoàng Công Nghiệp mình nghĩ rằng không phải là quá mạnh. Game TV thì Truy Mạnh đi. Bây giờ game TV mà có Truy Mạnh đi rồi thì mình nghĩ rằng không là khóc mà Chiboy đánh mình nghĩ rằng cũng được. Cân, gọi là có thể gọi là cân đi. Gunny thì bây giờ anh đang giống như kiểu là Ibrahimovic vậy, tự do và chưa ai mua về cả. Một con hàng hot trên thị trường chuyển nhượng.
Ibra thì sau khi về Mourinho về với MU thì khá thành công rồi. Bây giờ thì không biết anh Gunny anh về cái tem nào và có đạt được thành công như vậy hay không. Một cái bài mà mạnh đánh với 29 nông dân. Thì như vậy khả năng một bài mà mạnh đánh với lượng dân mình nghĩ rằng cũng chỉ khoảng 26-27 thôi. Nhưng mà mạnh đào những tên mà xin thêm những con thuyền đánh cá ra nữa. BM và BA. Đóng nhà BA. Muốn đua phát triển với mạnh hay là đi công? Chờ xem nào. Chúng ta cùng chờ xem đã. Một cái bài mà thủ hiệp các bạn thấy rằng thời điểm ban đầu mình nói rằng game thủ tiểu hiệp là một người chỉ mới tập chơi mát biển thôi. Và những cái gì mà tiểu hiệp đang thể hiện trong trận thi đấu này nó đang đúng như vậy. 2S trước khi kích đời. S đầu tiên thì 6 tên ăn. Bây giờ mình đang muốn tơn chờ gỗ và đóng thế nhà BS thứ 3. Bình thường mà người Trung Quốc đánh ý, chuẩn chỉ mình lấy sao long, mình lấy sao long làm chuẩn ý. Thì là sao long thời điểm này anh ta có 3 nhà BS rồi. Và đã có nhà BD rồi. Nhưng mà trận này tiểu hiệp anh ta đang đánh có vẻ như là cũng khá là non. Cầm quân cửa dưới và đang chưa nhiều đột biến trước game thủ truy mạnh. Và cứ với cái đà này thì game thủ truy mạnh sẽ thắng trong kèo ba biển thôi. Mạnh đã là 30. Như vậy mạnh cũng đang xin tương đối nhiều thuyền đánh cá đấy. Và 21% đi dò. Thế như vậy là mạnh cũng đã có thuyền tên sinh ra để đi tìm nhà game thủ tiểu hiệp rồi. Vẫn đang bình yên. Nhưng đây là một cái vị trí mà các bạn thấy rằng là cái nhà chính của game thủ tiểu hiệp nó lại là một cái eo biển. Cái vị trí này bọn thuyền Hitty đứng đây nó bắn này. Thuyền Hitty đứng đây nó bắn thì nó bắn vào trong này thì không biết nông dân làm ăn kiểu gì bây giờ. Hitty thì những con thuyền tầm xa là lên đến cộng 4 tầm xa thôi, những con thuyền cơ bản. Một cái bài như vậy là mạnh quyết định đánh không đóng nhà BD. Không có nhà BD cho game thủ tiểu hiệp trong trận thiếu này. Xin các bạn mình cứ hay bị nhầm giữa tiểu hiệp và truy mạnh. Một trận thi đấu mà game thủ tiểu hiệp là người không đóng nhà BD và đóng đang như vậy là muốn đánh châu A rồi. Châu QR nhưng mà đánh kiểu gì bây giờ? Đánh mắc biển không nhà BD. Rất dị. Lên đời sớm hơn. Theo như kiểu bên phía Việt Nam mà khi mà chim sẻ đối đầu với He thì chim sẻ cầm Babylon đối đầu với Minoan của He thì sẽ phát triển châu trên đất liền, không đánh mắc biển, nhường biển cho He. Thì hôm đó thì sẽ bật 4 và sẽ thắng. Thế nhưng mà hôm nay thì không biết là game thủ tiểu hiệp sẽ thắng kiểu gì bây giờ. Cùng xem chiến thuật đến từ game thủ truy mạnh nó là như thế nào. À đến từ tiểu hiệp là như thế nào. BC. Và dường như đang muốn, đúng rồi, đang muốn một tên mà đánh châu nhân cung rò và phát triển. Thuyền của mạnh đến. Thuyền đã là thừa xịn rồi. BN hay là BD? Nếu như là BD thì sẽ là một cái bài mà dâng những con cung rò đi lên. Còn nếu như mà là BN ở đây thì sẽ là một pha mà mạnh mà game thủ tiểu hiệp muốn đào vàng để phát triển nhảy 4. Thế nhưng mà cái lượng diện tích để vẽ ruộng nó như thế này rồi. Một hoen như thế này rồi thì vẽ được bao nhiêu cây ruộng. Chưa kể là những con thuyền Hitty. Thuyền Hitty nó đứng bên từ bên ngoài nó rỉa vào trong bên trong thì siêu nhức nhói. Nào, bắt đầu xoa ruộng. Một pha mà muốn lên 4 hay là nâng đầu máu. Chúng ta cùng chờ xem nào. Nhưng đây là một khoanh ruộng, mình nghĩ rằng khoanh ruộng này không thể làm ăn được. Đấy các bạn thấy đấy. Thuyền Hitty nó bắn thì nhói lắm. Bây giờ sẵn sàng Thuyền Hitty đứng lại bắn những con cung rời luôn. Đứng ra xa xa một tí thì những con cung rời Egypt thì nó với đến bao giờ mới ra được đến nơi. Mạnh cũng chưa vội vàng đi công ngay. Mạnh vẫn đang đánh khá thư giãn thôi. Các bạn thấy rằng tham này vẫn đang nở là tương đối mạnh. Như vậy là một cái bài mà game thủ truy mạnh đang nở tham là rất mắc pinh. Đang nở dần đều. Thuyền đều và quân có lẽ những con cung rời cũng đang nở đều. Một cái pha mà truy mạnh vẩy e ăn dần nhưng mà không thành công. Rồi. Thuyền Hitty nó đang tỏ ra cái độ bá trên biển. Các bạn thấy rằng là một cái bài mà game thủ tiểu hiệp anh ta đánh rất non kinh nghiệm. Tập chơi thôi. Một người tập chơi thôi. Không phải là quá bá. Hôm game thủ tiểu hiệp và game thủ thi đấu với game thủ Sang Long, cách đây khoảng tầm tháng thì game thủ tiểu hiệp thắng được một trận và tỷ số là 1-4 cho Sang Long. Nhưng mà cái thời điểm đó là thời điểm mà map biển nó chưa cập nhật phổ cập nhiều ở Việt Nam. Thành ra nhìn những cái bài đánh rất ảo diệu. Thế nhưng mà không. Bây giờ thì cái map biển nó đã trở thành một cái lối chơi nó quen thuộc với người Việt Nam rồi. Thì mình nghĩ rằng trình của tiểu hiệp như này nó cũng rất là non. Khá non đấy, không phải là rất nhưng mà cũng khá non đấy. Tiểu hiệp đang muốn viết chiếu rời đô. Anh rời nhà chính của mình từ đây vào đến đây để làm ăn.
tránh những pha mà bị những con cùng R đến từ game, những con thuyền đến từ người cầm Hitty, đó là game thủ truy mạnh móc máy. Thế nhưng mà có thành công hay không? Mình nghĩ rằng là không. Cái đà này thì còn lâu mà thắng được. Khó đánh lắm. Mạnh cũng chưa dâng cùng R lên. 4-3 dần rồi. Nó tham móc ping. Cái bài này bây giờ truy mạnh sắp đều hai nhà BA, hai nhà BD và nhà đào vàng lên 4 thì không biết tiểu hiệp anh ta thở đến bao nhiêu giờ nữa. Nhưng mà bây giờ kiểu có dâng lên hay làm cái gì mình nghĩ rằng cũng vẫn đang hay hơn. Mình nghĩ rằng dâng lên sẽ hay hơn. Kết thúc trận đấu luôn đi. Cho nó nhanh, cho nó chóng vánh. Thì đến kèo AC Iran thì mình nghĩ rằng cửa thắng cho game thủ truy mạnh là cực kỳ cao. Có một điều khá là đáng tiếc, đó là ở giải AC Iran thì game thủ truy mạnh lại là người bị loại từ tương đối sớm. Do những cái bài của game thủ truy mạnh nó đen quá. Nó đen hơn mức bình thường. Cái giải đó thì các bạn được chứng kiến một cái phong độ tương đối là cao đến từ đại đội trưởng của Team Game TV, Great Captain, Idol Low 1. Hôm đó thì Idol Low 1 đang có những pha thi đấu mà làm cho khán giả là tương đối mãn nhãn. Thường xuyên để thua 0-2 sau đó bật lại 3-2. Bốn bảy dân rồi. Như vậy là một cái pha mà game thủ truy mạnh bắt đầu dâng, mạnh bắt đầu dâng lên. Dâng như thế này thì mình nghĩ rằng phải có những con thuyền cơ đi kèm bảo kê thì cái độ hiệu quả nó mới cao được, chứ còn không cứ đứng bắn như thế này thì đây phải có thuyền. Đúng rồi, một cái tổ mà đang có đến 4 nhà BA. Đúng rồi, đứng đây và tụ cung R lại. Sau đó là một turn off thẳng mặt. Thì mình nghĩ rằng Egypt của game thủ tiểu hiệp chắc là bị sốc chết, chắc cũng quyết luôn thôi. Thực đang rất trâu, cực kỳ nhiều thực nhưng mà đang không có vàng. Hơi đen một cái điều đó là cái bãi vàng đến từ game thủ tiểu hiệp lại đứng cạnh bờ biển. Thành ra bây giờ đóng bên nào đào vàng phát là bị bắn ngay. Khó. Bãi vàng này cũng cạnh bờ biển luôn. Những con cung đấy thì đang tương đối đông và đang những pha mà có thuyền bảo kê luôn. Thuyền, ui dồi, các bạn thấy nó xa và nó đông. Bắn nhìn rất mãn nhãn. Khó. Timeline của tiểu hiệp đang là 57 và anh ta đang không làm nào để để có tí là chống cự trước game thủ tiểu hiệp, à trước game thủ truy mạnh trong cái trận thiếu này. Cầm quân là quân cửa dưới và một cái đồ đánh nó là tương đối dị. Kích cái gì đó dường như đầu máu. Thuyền đứng đốt, cung R đi ăn dần. Khó lắm rồi. Mà game thủ tiểu hiệp vẫn chưa quyết. Nổ nhà BC. Rồi. Mất cái đầu máu. Mất cái đầu máu rồi. Đang nâng nhưng mà anh ta không chú ý, anh ta dừng cái turn đó lại. Như vậy là mất cái một lượng, đó là 120 vàng và một chút xíu thực ở cái turn nâng đầu máu. 5 nhà BA sóc đều. 5 nhà BA sóc đều đối đầu được với bằng này cung R và bằng này thuyền không? Mạnh đang đào vàng. Như vậy là cũng Mạnh cũng đang muốn lên 4 rồi. 207 vàng và 60 dân. Phát triển khá mắc pinh. Rồi, đầu máu đã có. Thì đều luôn. Cung R Hitty một đầu máu rồi thì không ngán thì những con cung R Egypt cái trần cái chuồng như này cả. Đầu máu chưa có mỗi bố có 2 rồi. Bây giờ 93 máu, mình thì là 80 máu, trong khi đó mình cộng 1 đam. Không hề sợ. Thuyền Hitty thì nó quá xa rồi. Bây giờ mình nghĩ rằng cần có những tên mà cái thủ truy mạnh giải thuyền ra quanh hòn đảo này. Đây chẳng hạn này. Đây đứng đây mà bắn thì chắc tiểu hiệp quyết luôn, chứ còn không biết là giờ cứ... Hay là thủ hòa nhỉ. Mình nghĩ rằng thủ hòa bài này thì cũng hơi khó khăn. Tiểu hiệp đang tương đối có những pha là, đó là những pha rất là lầy lội. Anh ta đã muốn câu tiền máy. Bây giờ là một pha mà sau hai nhà BD đều xin hai thuyền trở và sẽ là trở 10 cung R sang nhà game thủ truy mệnh. Nhưng bây giờ mà sang mà lại lơ ngớ chết thuyền giữa đường thì nó cũng hơi căng đấy. Chết giữa biển. Mất 12 tham mà chả làm được gì cả. Rất chảy. Mạnh kích 4 rồi.
mình đã đủ 1.000 vàng rồi. Đây các bạn thấy, 1.000 vàng thì trừ đi 120 vàng thời điểm kích đầu máu nữa thì bây giờ là đủ kích 4 rồi. Hay lắm, hay lắm, dâng thuần xịt. Như vậy là gặp một chuyền bắn đến từ game thủ truy mệnh và bị lộ đường đi dâng. Lộ đường đi dâng nhưng anh ta vẫn đang muốn đi dâng tiếp. Càng đẹp. Cung tê. Rồi, dâng lên đây với 8 cung R, 7 cung R, 7 cung R dâng lên đây thì không biết là cái độ hiệu quả nó đến đâu. Chúng ta cũng chờ xem đã, nhưng mà bây giờ game thủ truy mệnh đang cũng chưa công ngay, cũng đánh khá là thư giãn thôi. Coi như đang muốn giải trí một chút xíu sau cái kèo đánh sang nó đen quá. Bây giờ còn đang đứng hít răn những con nông dân cơ. Rất lầy lội. Tiểu hiệp cũng lầy không kém. Ở nhà dường như đang không có những con cung là bảo kê ăn dân. Nhưng tầm khoảng một phút nữa thôi thì game thủ truy mệnh sẽ lên 4. Ở nhà của mình thì những con cung là hít đến từ game thủ truy mệnh nó đang bắn là quá rát. Nông dân làm na liệt. Tham này còn có 50 thôi. Cung là hít tì ăn dân thì các bạn thấy nó là nhanh nhanh như thế nào. Dã man, tham còn 45. Mệnh không buồn chạy dần các bạn thấy đấy. Mệnh không thèm chạy dần, không đập chả làm gì cả. Như vậy là mệnh đã lên 4 rồi. Lên 4 xong, xin một tuần hot. Một vài con ca, lưng trần đẹp. À không, hitty không trần đẹp. Hitty không trần xịn, hitty chỉ có thuyền phun lửa thôi. Vậy e, như vậy mà bây giờ game thủ tiểu hiệp mới quyết. Rất chảy. Vâng.